giấu đi lấy đồ nó chơi đấy. Bán này giả nó luôn hay để mình làm nữa? Giả nó chứ chú. Nó tính trong ngày mà. Đã đi làm gì? Bố hôm qua chưa ăn cơm xong nó đã đòi chưa đòi lợ. Ừ, hai mặt. Cái đấy mình cứ quanh cho nó liên kết chứ cái đấy cũng chẳng cần. Ôi cháu mẹ, bố nó vẫn quần áo lau dầu cho nó không bố. Thế thôi, chùi luôn không?